Tú Vinh mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tổ ấm yêu thương do ban chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt thực hiện. Quý vị thân mến, hoạt động ngoại khóa là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của các cấp học. Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp trẻ tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng, mà còn là cơ hội để trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Hiểu được ý nghĩa này, trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và được đông đảo các em học sinh tham gia. Vừa qua, trường đã phối hợp với công ty Tree tổ chức cho các em học sinh tham quan và sinh hoạt tại Khạp, làng nghề truyền thống ở Bình Dương, được xây dựng trên lò gốm hơn 20 năm tuổi. Tại đây, các em có những trải nghiệm thực tế mới mẻ về nét đẹp văn hóa của các nghề thủ công truyền thống thông qua các hoạt động như dệt chiếu, đương bàn, làm gốm, vân vân. Trong buổi hoạt động ngoại khóa này, các em còn được tham gia những trò chơi vận động, rèn luyện tính dẻo dai, khéo léo và giúp các em đề cao tinh thần đồng đội trong sinh hoạt và học tập. Về phía nhà trường, mục đích của buổi tham quan lần này là đưa các em về với các làng nghề truyền thống để giúp các em thấu hiểu được sự khó khăn, cực nhọc của những người thợ thủ công, đồng thời giúp các em thêm yêu mến những làng nghề truyền thống của văn hóa Việt. Ngoài ra, buổi dã ngoại còn tạo điều kiện để cho các em học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động để các em hiểu rõ hơn về các kiến thức đã được học trong nhà trường. Thì theo như cái hướng mà dạy học học sinh hiện đại bây giờ á, thì chúng ta phải phát triển năng lực học sinh, và đặc biệt là giáo dục tiểu học là phải giáo dục đánh giá toàn diện. Thì bên cạnh cái việc học trong trường thì cái hoạt động ngoại khóa là rất quan trọng, và đặc biệt hoạt động ngoại khóa phải mang cái tính trải nghiệm để cho học sinh được là tham gia vào thực tế cuộc sống. Thì cái làm nghề, đặc biệt làm nghề thủ công thì rất cần được bảo tồn và phát huy. Do đó thì trường với nhiều cái mục đích như vậy đã tổ chức cho học sinh là tham gia cái làm nghề ở đường chạy khạp này. Và qua hoạt động trải nghiệm này thì các em sẽ biết được cái một số cái là nghề truyền thống, một số cái văn hóa của dân tộc đoàn tổ tiên từ xưa đến nay, và qua đó các em sẽ thêm yêu truyền thống văn hóa dân tộc, và các em sẽ có thêm một số cái kỹ năng cần thiết. Đặc biệt cái việc trải nghiệm này đề cao cái kỹ năng hợp tác nhóm, cái kỹ năng sinh hoạt tập thể, và đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật của các em. Thì cái mục đích yêu cầu của cái hoạt động trải nghiệm này như vậy. Trước khi nay thì chúng tôi đã tổ chức cái cuộc thi của cái đi tiền trạm rồi, và cũng đã thêm xét đánh giá là trên mức độ nhất là an toàn, và thứ hai là học sinh đã được trải nghiệm hoàn toàn và được sự hướng dẫn rất là kỹ lưỡng của các anh chị em ở đây. Hiện tại với công ty của bên Tree đó đã được phát triển là về mấy môn đó là bên nông dân, đó là một ngàn hóa trang thành nông dân. Thì với khu vực mà anh chị mình chúng ta đang ở khu vực này đó chính là đường chạy cạp, và một cái tên gọi khác là làng nghề truyền thống. Để các em hôm nay là sẽ kết hợp giữa hai cái, thứ nhất là vừa học hỏi trải nghiệm, và đặc biệt là cũng sẽ là tranh tài và vận động. Vì ở đây là chúng tôi rất là chú trọng một vấn đề gọi là nâng cao tinh thần đoàn kết, những thứ mà các em được rèn luyện rất nhiều tại môi trường, ở nhà trường cũng như là bên gia đình. Nhưng hôm nay là ngày để các em thử sức mình, xem khả năng bản thân của em tới đâu, để các em vận động cùng với bạn bè của mình ghi lại kỷ niệm và dấu ấn, và đặc biệt các em sẽ phát huy được sự đoàn kết để về áp dụng trong cuộc sống như trong một tập. Có thể nói hoạt động ngoại khóa rất đa dạng, từ hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ đến các buổi tham quan dã ngoại. Mỗi hoạt động đều mang lại những lợi ích khác nhau, nhưng đều có điểm chung là rèn luyện cho các em một số kỹ năng như năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo và nâng cao thể lực. Hôm nay đến với làng nghề Khạp, em cảm thấy rất là vui khi được trải nghiệm các mô hình thủ công của nước Việt Nam mình. Thì đầu tiên em đã được làm con thú này, là một bức tượng được làm từ thạch cao. Sau qua đó em biết được là người xưa đã có nhiều cách làm ra những đồ rất là dễ thương, bắt mắt. Hôm nay đến với làng nghề, em đã học hỏi được rất là nhiều điều, giúp chúng em học hỏi thêm về cách làm đồ gốm, làm chiếu, làm những đồ thủ công mà mọi người thường là nghĩ đây chỉ là những vật nhỏ nhoi, nhưng không hề biết đó là một quá trình đầy gian nan mà mọi người phải làm. Ngoài ra, hoạt động ngoại khóa còn mang lại sự thoải mái, tạo tinh thần hứng khởi để các em học tập tốt hơn. Vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa là điều cần thiết và là biện pháp để các em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, có động lực đến trường. Tiếp nối thành công của thương hiệu điều trị mụn Dr. Huệ, vào ngày 8 tháng 3 vừa qua,
Dr. Huệ Clinic and Spa đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 278/8 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm đẹp để yêu thương, Dr. Huệ Clinic and Spa ra đời với hy vọng có thể phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của khách hàng. Tại buổi khai trương, khách mời đến tham dự được trực tiếp trải nghiệm những dịch vụ của Dr. Huệ Clinic and Spa với những phương pháp điều trị mới, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất cùng một số dịch vụ như điều trị nám da, trẻ hóa da bằng công nghệ máy móc hay các chất hỗ trợ, tắm mộc nhiên mang đến sự trẻ trung cho mọi khách hàng và nhiều dịch vụ phục vụ cho nhu cầu làm đẹp. Dr. Huệ Clinic chú trọng đến việc sử dụng các sản phẩm thiên nhiên, lành tính vào quá trình làm đẹp tại spa của mình. Đây được xem là hướng phát triển bền vững và mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Đặc biệt như ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 cũng như mừng khai trương, Dr. Huệ Clinic and Spa đã tặng cho các khách mời đến tham dự một phần quà ý nghĩa là một voucher làm đẹp lên đến 2 triệu đồng để có thể trải nghiệm ngay những dịch vụ cao cấp tại đây. Lượng khách hàng của Dr. Huệ biết đến Dr. Huệ nhiều bởi cái chương trình là Dr. Huệ đồng hành cùng sinh viên với cái thương hiệu là điều trị mụn Dr. Huệ. Thì sau một thời gian phát triển thương hiệu điều trị mụn Dr. Huệ thì bên Dr. Huệ của chúng tôi thấy rằng cái nhu cầu làm đẹp của chúng ta ngày càng cao, kể cả các phụ nữ lẫn các bạn nam giới. Chính vì thế mà Dr. Huệ đã cho ra đời một cái thương hiệu Dr. Huệ Clinic and Spa. Hy vọng với đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và các bên cạnh đó kết hợp với các phương tiện công nghệ hiện đại sẽ giúp cho các bệnh nhân của chúng ta ngày càng có một làn da đẹp hơn và tự tin hơn. Phát triển song song với chữ tâm, chữ tính trong nghề chính là điều đã giúp điều trị mụn Dr. Huệ vượt qua những khó khăn nhất định để chiếm được niềm tin yêu của khách hàng. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Dr. Huệ Clinic and Spa có thể dễ dàng tìm chỗ đứng trong ngành làm đẹp như nấm mọc sau mưa hiện nay. Thưa quý vị, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là ngày tôn vinh hình ảnh người phụ nữ. Trong ngày đặc biệt này, hầu hết đàn ông trên thế giới đều dành tặng những điều thật ý nghĩa cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Đó có thể là những đóa hồng thơm ngát, những món quà đắt tiền hay những bữa ăn thật lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Thế nhưng điều mà phái đẹp thực sự mong muốn ở người đàn ông của mình là gì? Hãy cùng chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đối với tôi thì ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, thì tôi luôn luôn mong ước rằng người yêu của mình sẽ gửi đến cho mình một cái đóa hoa buổi sáng sớm khi mình thức dậy, hoặc là nếu như mà người yêu mình bận quá không có mua hoa được cho mình thì tôi có thể nhắn một cái tin nhắn, gửi một cái hoa qua Facebook hay là gửi một cái hoa qua email để cho mình cảm nhận được cái sự ấm áp rằng người yêu của mình thương mình, nhớ đến mình. Là phụ nữ, tôi mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ gia đình và người bạn trai trong ngày 8 tháng 3. Cũng như mọi năm, tôi nhận được rất nhiều lời chúc và yêu thương từ gia đình và người thân. Nhưng đặc biệt là trong năm nay, tôi rất là hạnh phúc khi nhận được rất nhiều bông hoa và lời chúc của bạn trai của tôi. Ngày 8 tháng 3 cho tất cả mọi người phụ nữ thật nhiều hạnh phúc và nhận được thật nhiều yêu thương. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho Cánh Mày Râu hiểu hơn về những mong muốn thực sự của chị em phụ nữ, đặc biệt là trong dịp 8 tháng 3, để từ đó có những hành động cụ thể giúp cho tình cảm hai người ngày càng thêm gắn bó mặn nồng hơn. Thưa quý vị khán giả, trong điều kiện thời tiết nóng nực như hiện nay, việc sử dụng điều hòa hay quạt để làm mát là điều tất yếu của các gia đình. Tuy nhiên, với trẻ em thì nên mở quạt hay máy lạnh cho trẻ khi ngủ và cần sử dụng các thiết bị này sao cho đúng cách để tránh cho các bé không mắc phải các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, v.v. Tuyết Vinh xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố để có được câu trả lời. Thì chúng ta thấy là trời nóng nực mà nếu mà trẻ không có máy quạt hoặc là không có máy lạnh thì có khi ngay cả bản thân mình cũng không ngủ được. Và như vậy thì lại ảnh hưởng đến cái ngày làm việc hôm sau. Trẻ học tập không tập trung, rồi trẻ ngủ gục trong lớp v.v. Thì như vậy thì cái nhu cầu này là có. Thì vấn đề là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta cho trẻ nằm máy lạnh hoặc quạt mà không có bị nhiễm lạnh, không có khỏi bị bệnh sau đó. Ví dụ như trẻ có thể bị cảm cúm hoặc là bị ho sổ mũi do mà không khí lạnh. Thì như vậy thì phụ huynh lưu ý mấy điểm sau đây. Thứ
Thứ nhất, nếu mà nằm quạt đó thì chúng ta nên cho quạt quay và số vừa phải, đừng có dặn số mạnh nhất. Thì như vậy thì cái lúc đầu chúng ta thấy là em bé nó cứ đòi hỏi cái đó, nhưng mà khi em bé vào giấc ngủ rồi thì chúng ta dặn số nhỏ nhỏ riu để cho có một cái tình trạng thông khí. Còn nếu mà nằm máy lạnh thì chúng ta cũng lưu ý thêm là máy lạnh thì chúng ta bật cái số mát thôi. Khi mà về đêm đó thì thường thường không khí cũng đã se lạnh rồi, chúng ta lại để cái nhiệt độ lên khá lên chút, ví dụ như là 28 độ chẳng hạn, thì như vậy thì tạo một cái độ mát cho trẻ ngủ ngon. Ngoài ra thì trong cái nằm máy lạnh thì chúng ta lưu ý khi mà chúng ta bật cái chế độ máy lạnh đó, thì nếu mà bật được chế độ mà di chuyển cái dòng không khí mát liên tục lên xuống đó thì sẽ không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của trẻ. Còn nếu mà chúng ta bật cố định thì chúng ta phải tránh cái luồng không khí phát ra từ cái hướng cố định của máy lạnh. Ngủ máy lạnh hay là ngủ quạt là chọn cái nào? Thì xin thưa với quý phụ huynh thì đây là cái tập tính của trẻ thôi. Thậm chí bản thân mình cũng vậy, có những người ta thích nằm máy lạnh, có những người ta thích nằm quạt. Khi trẻ bị bệnh á, thì thường thường á, là đặc biệt là trẻ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp đó, thì chúng ta thấy là cái không khí lạnh nó sẽ làm cho cái bệnh nó diễn tiến phức tạp hơn và chậm cái phục hồi. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Và chúng ta, những trẻ mà quen máy lạnh rồi thì chúng ta vẫn bật máy lạnh, nhưng mà cái số chúng ta để cao hơn bình thường. Ví dụ như trẻ quen với cái nhiệt độ 27 độ thì chúng ta để cái nhiệt độ 28, 29 độ chẳng hạn, để cho trẻ cũng cảm thấy là có máy lạnh thì trẻ ngủ ngon và cũng không có gây lạnh quá thì ảnh hưởng đến cái bệnh của cháu. Rồi chúng ta lưu ý thì trong cái đêm đó, trong cái lúc mà nằm đó thì chúng ta cảm thấy mà trẻ lạnh đó, mà thể mà tắt máy lạnh thì trẻ không ngủ được đó, thì chúng ta có thể đắp ấm thêm cho trẻ trong lúc trẻ ngủ. Quý vị khán giả thân mến, cuối chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục mẹo vặt với những công dụng làm đẹp từ dầu dừa. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tác dụng của dầu dừa trong việc làm đẹp là điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách làm và tác dụng của loại thần dược này. Hãy cùng khám phá ngay sau đây nhé! Son dưỡng môi, đôi môi nứt nẻ vào những ngày thời tiết lạnh giá có thể căng mịn bóng bẩy hơn nhờ dầu dừa. Massage cơ thể, dầu dừa có thể coi là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên dùng để thoa lên cơ thể. Sau khi tắm xong, các bạn có thể bôi một lượng nhỏ dầu dừa lên cơ thể và xoa đều, kết hợp với các động tác massage sẽ giúp cơ thể cực kỳ thoải mái. Làm kem cạo râu, chỉ cần làm ấm dầu dừa và thoa lên phần râu, lông chân, lông tay mà bạn muốn cạo, dầu dừa sẽ bịt lỗ xước vừa mới cạo khiến bạn không cảm thấy đau rát. Dưỡng da tay, dùng dầu dừa thoa đều lên tay, dầu dừa sẽ hấp thụ vào da, giúp da tay mềm mịn như da em bé. Thưa quý vị khán giả, đến đây chương trình kỳ này cũng xin được khép lại. Tuyết Vinh cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay góp ý gì cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email toamyeuthuong.htv7a@yahoo.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.